Xin chào các bạn, trên tay mình là chiếc Xiaomi 11 Pro các bạn nhé. Máy này thì ra đời rất là lâu rồi, nhưng mà ngày trước ấy thì chưa ROM viết các thứ chưa ổn định ấy, thì mình chưa nhập về nhiều. Bây giờ nó ổn định rồi, nhập về nhiều ấy, và mức giá của nó cũng rất là ngon. Và hiện tại bây giờ mức giá chỉ lên quanh 5-6 triệu thôi là các bạn đã thể mua được rồi. Phiên bản này là phiên bản chất lượng cao nhá. Máy này rất là ngon và đẹp, niềm tự hào của Xiaomi trong những năm gần đây. Bây giờ các bạn vào đây nhá, mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong nó như nào nhá. Về hộp của nó ấy, thì chẳng khác gì chiếc Redmi 10 Pro đâu các bạn ạ, chỉ khác mỗi cái đây là số 11 thôi nhá. Đấy, bên trên hộp cũng là màu trắng và màu vàng ở dưới này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đó, thì chiếc máy này ấy, là sản xuất vào tháng 6 năm 2023 này, rất là mới nhá, mình vừa nhập hàng về đấy. Đó, bản này là bản RAM 12GB, bộ trong 256GB luôn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ mở hộp xem bên trong như nào. Đó, cho các bạn xem nhá. Nguyên siêu như này nhá, nguyên siêu xịn này. Đấy, những cái đường cắt nó sẽ nằm phía dưới này chứ không phải nằm ở giữa như cả Xiaomi đâu. Đó, mỗi hãng người ta sẽ đóng gói một cách khác nhau ấy, các bạn lên xem là chuẩn nhá. Đóng gói như này hơi bị khó một chút đấy. Đây các bạn này. Mở ra ấy, thì chúng ta đã có một cái ốp nó nằm ngay bên trên này. Bây giờ nó không có cái hộp ở đây nữa mà nó sẽ là cái ốp nằm ngay bên trên này nhá. Thì cái ốp nó vẫn là dạng silicone nhưng mà hơi bờ đen một tí và tránh ố ấy. Thế như của Xiaomi thì nó là trong suốt, nó dễ ố hơn. Đó, như này nhá. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái xốp rất là bình thường thôi. Và chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cũng như là giấy bảo hành cùng kèm sim vào đây nhá. Máy đây các bạn này, mình sẽ để qua bên nhá để xem củ sạc của nó như thế nào. Đây, chúng ta sẽ có một cái củ sạc 67W này. Chúng ta sẽ có một cái củ sạc 67W, lần này sẽ là Super Volt chứ không phải Super Dark như ngày xưa đấy nhá. Đó, 67W này. Đây chúng ta sẽ có một sợi cáp. Đó, sợi cáp sạc nhanh nhá. Mất sợi cáp này chúng ta sẽ không sạc được lên Super Volt đâu. Đó. Phải mua sợi cáp đúng là hãng nó làm được, không giống như Xiaomi. Bây giờ chúng ta sẽ xem máy nhá. Thì ở đây mình sẽ có một máy là màu đen các bạn ạ. Đây mình sẽ có một máy là màu đen các bạn này. Đó, cái cụm camera này thì Xiaomi đợt này liên tục quảng cáo cụm camera luôn. Đó, thậm chí làm biểu tượng ở avatar ở fanpage luôn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy không? Chiếc máy này thì trông nó khá là tương tự với chiếc máy Xiaomi 10 Pro Plus về mặt trước. Mình cong. Không biết là chiếc 11 Pro Plus sẽ là như nào. Đó, các bạn nhìn này. Rất là đẹp nhé. Đó, camera của nó thì sẽ là cụm tròn như này. Trông rất là giống như hàng lắm tiền, giống như hàng Xiaomi 13 Ultra, 12 Ultra ấy. Đó thì mới có cả một cụm camera to này, hay là Huawei đời cỡ cao cụm camera to này. Chiếc Xiaomi này chúng ta mức giá chỉ có 5-6 triệu đấy, như này đấy nhá. Đó, để mua sản phẩm này bây giờ nó có ROM quốc tế hết rồi, rất là ngon lành nhá. Để mua sản phẩm này các bạn có thể comment số điện thoại vào dưới video này, hoặc là các bạn có thể vào website mình là mn.vn để các bạn làm trả góp vào đấy nhá, hoặc là các bạn có thể là mua trực tiếp thì qua một bên thẳng với mình là 170 Lạch Tranh nhá.